Ôi, Đoàn chào cả nhà nha. Thì hôm nay Đoàn trở lại show đêm của nhà. Thì soi thử cái có hay không nha. Thì hôm qua Đoàn có soi. Hôm qua Đoàn soi được cũng hai tiếng mấy nữa cả nha. Thì bữa nay Đoàn tiếp tục đi nha. Đó, thì bây giờ Đoàn ăn hủ tiếu cả nhà. Đó. Đoàn mới dậy nãy giờ Đoàn không có hủ tiếu ăn nữa, mình lên đường thôi cả nhà. Rồi bây giờ Đoàn đến chỗ xôi cả nhà. À, thì bây giờ mình lên mình xôi dạng này vô thử coi xem có hay không nha. Bây giờ Đoàn ăn uống vô thì đi nó hơi ngập cả nhà. À, Đoàn cho cả nhà mình coi nè. Mấy bữa trước Đoàn bắt được mấy con cua đó. Đoàn bỏ nó chưa có bán nữa cả nhà. Nằm ở trong. Hôm nay sôi có may mắn có được gì hay không đây. Cái nước đây con đó. Ăn con gì mà cái bụng nó căng phan luôn. Bụng cá quá trời cái bụng. Few moments later. Bự nữa cả nhà. Chà bá luôn nội ơi. Bê không? Bò đó đó đó. Quay bắt để chạy cái này. Cá phê con đầu tiên. Chúc cả nhà mình buổi tối luôn ha. Xem clip của Đoàn vui vẻ và bình an trong cuộc sống nha. Đây con cả nhà rất là bự nha, nhà bá luôn. Thấy Đoàn đi động động nước nó rút ra nè cả nhà, há chưa mày. Trời bự. Hey. Mùa này thì nó ít có cặp hơn cả nhà. Còn cả nhà này. Nằm mê chưa? Anh còn tội đang còn quá này nha. Đúng là con trai của ta. Vô rồi. Vô rồi. Mày chuẩn bị rút xuống rồi nè. Mày rút rồi. Nãy giờ có mấy con mà nó rút xuống rồi không có bấm máy được nha cả nhà. Thật sự bấm máy không kịp. Bấm lại giúp mất tiêu luôn. Trời ơi, đây con bự nè cả nhà. Chà quá luôn nội mẹ ơi. Trời ơi, ra đây sâu. Đây. Nãy giờ mới thấy được hẻm nữa đây. Đó, em bò em rút nè. Lại ghê cả nhà. Nó rút nhiều luôn. Lại ghê không? Mày thì không phải chạy đâu. Chạy đâu rồi. Hàng nóng rồi cả nhà ơi. Đây 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 hàng nóng rồi nha. Nó nằm ngầm ấy. Ở dưới đó nó chạy. Gồm lại cục đen thui. Đó. Những người anh chồn nữa cả nhà. Chồn hả? Tôi thùng thì em chồn hả? Đây này, ủa đang còn bự nữa cả nhà ơi. Vô. Đang thui luôn ngồi ơi. Hai con mắt đây đang thui luôn cả nhà thấy không? Quậy gì không mày?
Thì nó rút xuống nè cả nhà thấy không? Đó, nó đang ló què, nó rút xuống, nó đang chuẩn bị, nó chồn á. Chồn hả? Chồn. Cái này thì chậm mà cả nhà, không bự nha. Đây con cả nhà mình coi nó tẹp với cái màu lá nè, thấy chưa? Nó rút xuống nè. Đó là con chồn. Ủa vậy? Mày không hết được tao con trai. Tôi bị không tình yêu. Đây, trời ơi, đi nãy giờ muốn xỉu luôn á cả nhà. Thấy được một siêu phẩm rồi nha. Chuẩn bị rút xuống cái lỗ này nè cả nhà. Nè, cái lỗ què chuẩn bị dục chạy ra ngoài. Dục ra ngoài. Trời ơi trời, xém nữa đường đồng đi qua nó luôn rồi nè. Đó. Đó, đi lúc đục chạy chạy sập nước. Vô trong mấy cái chân bóng như thế này á, đi rất là khó thấy cả nha. Trời ơi, đi nãy giờ cả buổi luôn mới thấy thằng ông nội. Thằng nội nằm trên đình nè cả nha. Thấy chưa? Cái mặt nước nó hơi chối, đòn lấy nét nó không có được rõ nha cả nhà. Thằng ông nội bò nè. Ngoài hết thằng ông nội. Đó, nó đang ăn con gì nè cả nhà thấy không? Con trồng nè. Ông nội. Nhà nè, đây con khủng nè. Nhà thấy không? Nó nằm nè, chìm in luôn một đống. Như con trâu vậy. Tôi bi không tình yêu. Nè. Đây. Hàng siêu phẩm nha. Bò nè. Rút. Một chén thui. Đây đồng kêu cái tên nó quen vậy cả nha. Nếu mà thương lái người ta mua người ta kêu con bạch tuộc nha. Dân giả ở đây là kêu như vậy đó. Mực, bạch tuộc, nói chung là nó có hai cái tên đó. Chị muốn kêu nó tên gì kêu. Nhưng mà đúng nó đi á, thì người ta sẽ biết là kêu nó là con bạch tuộc. Hình như là đồ nghĩ như vậy đó cả nhà. Còn cũng có quay mấy cái clip trước á, thì cũng có mấy anh em vô bình luận á, kêu nó bằng con bạch tuộc. Thì đúng rồi, thì nó là con bạch tuộc á, là con mực thì đúng là nó là chập bá nữa nè, siêu phẩm nữa cả nhà. Đây nè. Đó. Những cái thế nha cả nhà. Đây con nè cả nhà. Nè nè. Đó đang bò nè. Mày không? Mày quá cả nhà. Nhà mê không chứ đâu thấy phê lắm. Đây siêu phẩm, đây siêu phẩm, đây đây thằng ông nội ở đây, đây thằng ông nội đây quá mê cái này. Đây nè sát thủ nữa nè cả nhà. Sát thủ định rút xuống nè. Chưa? Canh me nó mà cũng muốn bắt không kịp hết. Bây giờ thì đoàn cũng xuống đến ghe nè cả nhà. Thì đây là cái thành quả nè cả nhà. Đó, cũng tầm 2 ký mấy đó cả nhà. Thì bây giờ là cũng gần 4 giờ rồi. Còn mấy phút nữa là cũng 4 giờ rồi cả nhà. Thì hôm đồn đi 1 giờ mấy, gần 2 giờ nha cả nhà, cũng mấy tiếng đồng hồ á. Đã không cả nhà? Cái bò lên trên nè, đeo. Rồi thì bây giờ đồn sẽ rộng nó và nghỉ ngơi nha cả nhà. Thì sáng á, mà đi cân á, thì đồn sẽ quay lại cái thành quả cho cả nhà mình xem nha. Đồn chào buổi sáng cả nhà mình nha.
chúc cả nhà mình buổi sáng thật nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống nha cả nhà. Thì bây giờ sáng rồi, Đoàn cũng sẵn đi bán mực cả nhà ơi. Thì trong quá trình bán mực á, thì Đoàn sẽ quay lại cho cả nhà mình xem nha. Thì thằng bạn của Đoàn á, thì Thịnh nó cũng đang sẵn để nó qua rước Đoàn cả nhà ơi. Thì đi rồi đi giỏ của nó nha. Rồi Đoàn mời cả nhà miếng bánh xốp nha. Thì đây là miếng bánh ăn sáng của Đoàn cả nhà ơi. Rồi Đoàn mời cả nhà dùng với Đoàn miếng nha. À, miếng với lại uống một miếng nước nóng. Đoàn thì Đoàn thích uống nước nóng thôi cả nhà ơi. Rồi mấy bữa nay không biết chỗ của gia đình mình sao nha, chứ ngoài chỗ của Đoàn á, thì bữa nào cũng mây mù như vậy nè cả nhà. Đó. Không bữa nào mà ông trời mà được đẹp hết trơn. Bữa nào cũng mưa cả nhà ơi. Rồi thì bây giờ Đoàn sẽ tiến hành mình tháo mực lên để thằng Thịnh nó qua rồi mình đi nha cả nhà. Ok, let's go. Rồi Đoàn với anh Thịnh đi lên tới chỗ cân rồi cả nhà ơi. Thì chờ Thịnh nó đem đồ lên rồi cân cho cả nhà mình xem nha. Rồi, bây giờ cân của Đoàn trước cả nhà ơi. Này Đoàn bỏ vô ba cái lá cày nó còn dính lá cày à. Tại vì nó được ký 6, má nó với ba nó được 2 ký 4, được 4 ký. Tại vì hôm qua nó bị xỏ đó nên bữa nay Đoàn bỏ ba cái đó vô. Cái này được 2 ký 8. 2 ký 8 cả nhà ơi. Rồi Đoàn được 2 ký 8 nha. Rồi bây giờ tới Thịnh. Chứ hỏi mày giờ cái mình cần thiếu cái gì con mua cái đó. Bệnh về mua thuốc uống chưa hết nữa nè. Mày bữa con nói tao đem thuốc xuống. Về nhà mua thuốc không thấy gì á. Trời ơi thuốc tao độc hơn nữa. Độc Thịnh này nó bệnh. Nó bệnh nó suy nó đi không nổi cả nhà ơi. 2 ký 1 nha. Rồi 2 ký 1, 2 ký 8. Là nhiêu? Là 4 ký 9 à. Hai thằng được 4 ký 9. 4 ký 9 tao trả rượu bò nữa thằng 5 ký luôn á. Ba sĩ. Đúng không? Ok. Ghê. Rồi. Rồi bây giờ mình cân xong rồi mình đi xuống thôi. Anh em Đoàn bây giờ đã cân xong rồi cả nhà, thì bây giờ chờ cho thằng Thịnh nó bơm cái thùng nước xong rồi để mình xuống dưới mình xài đó cả nhà. Rồi xong rồi anh em sẽ xuống nha. Ra quay từ sáng giờ luôn. Quay nó từ sáng giờ nó vẫn chưa chào cả nhà. Rồi bây giờ sau 4 con. Rồi Đoàn chào cả nhà.
Thì đoàn cũng về đến từ chỗ bán để về đến ghe rồi cả nhà ơi. Thì hai anh em cũng chia tiền ra rồi. Thì Thịnh nó cũng về bản rồi. Đoàn bây giờ đoàn sẽ dơ cho cả nhà mình xem. Đây, rất là may mắn luôn cả nhà ơi. Thì hồi hôm đoàn xôi thì bán thì được nhiêu đây cả nhà. Thì cũng được 800. Rồi. Cũng may mắn cả nhà ơi. Phải bữa nào mà cũng được như vậy thì cũng mừng cả nhà. Thì bây giờ đoàn chắc cũng xin tạm dừng clip cả nhà ơi. Đó, để đoàn nấu cơm ăn uống để một lát coi khỏe thì mình đi bắt cua coi có được gì hay không nha cả nhà. Rồi, đoàn bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo.